Rồi xong về nha anh em ơi. Nãy mới mưa lâm râm. Rồi xong cục đồ cà bá luôn. Thank you.
nước lên cái một cái bắp chuối nữa. Tới nhà nha mấy. Hồi nãy mình khi mình qua mặt cái vỏ kia, cái chạy máy xe đó nè, như cái vỏ chắc cũng cỡ mình thôi, tầm 5m4 hoặc là 6m gì thôi, 5m9. Cái sóng của nó rất là lớn rồi nè, nặng của anh em qua mà không có dứt khoát à, nó để cho lộn mèo luôn nha anh em. Ây chà, hồi nãy nó bị gịnh nước đường này nè, tại vì bắp chuối mình có khoan một cái lỗ chỗ này nè, nó chảy nha chằng vô lỗ chữ T luôn, là hãy vỏ mình nước không, em thấy không chỗ này, cái này chắc mình phải bít cái lỗ này lại luôn quá. Cái này để thì nó cũng có tác dụng, mình cũng có rắc rối nữa. Còn không thì nó tí ngốc ở đây cho nó lọn cái ống nước ra ngoài luôn, cho nó chảy nước cũng khá là khó chịu. Rồi, về tới nhà ha. Rồi, quãng đường chắc cũng tầm khoảng 13 cây số. Đi riêu riêu. Hai quận đó nha. Một quận như 6 cây mấy nha, nhớ mày mày. Rồi, đây là Gavit 76 nha anh em. Thì 76 này có làm chìa khóa on nớp. Cái này inox có con kia mình sơn. Khác xíu thôi. Dàn cầu cũng vậy thôi. Giờ qua về lại chơi cho vui vậy mà. Thử cho nó gần sau. Thì 76 chắc chắn sẽ mạnh hơn.
anh em chạy anh em sẽ cảm nhận rõ hơn. Tại mình chạy nhiều dòng máy á, mình biết 68 76, mặc dù cái phần mà cái phần bích tông nó lệch chỉ có hơn nhau chỉ có 4 ly thôi. 68 thì với 72 thì 4 ly, 72 76 cũng 4 ly thôi. Mà cái lực thì nó khác nha anh em. Mặc dù mã lực đó không có chơi lệch không nhiều, chỉ tầm khoảng vài mã lực thôi. Nhưng mà mình chạy thì cảm nhận cũng khác nhau xíu, cũng tùy mỗi người cảm nhận khác nhau thôi. Mình thì mình chạy cũng nhiều dòng cũng quen rồi. Rồi, sẵn đi cái chuyến mình mua đồ ha, bao đồ. Quay clip cho anh em xem chơi cho vui giải trí thôi ha. Rồi, xin kết thúc clip tại đây ha. Xin chào, hẹn anh em trong các clip tiếp theo. Thank you.